Xin chào anh em đã quay trở lại với K9. Trước mặt anh em là chiếc Bát Chát 25 tấn AP tăng hạng trung hỗ trợ cấp 9 của Pháp trong sơ đồ công nghệ. Theo như mô tả của trò chơi thì Bát Chát AP là một nguyên mẫu của chiếc Bát Chát 25 tấn cấp 10. Tuy nhiên, nó hơi mâu thuẫn một chút bởi vì chiếc Bát Chát 25 tấn chính là một nguyên mẫu rồi. Chúng ta không thể nào có nguyên mẫu của nguyên mẫu được. Bát Chát AP là xe tăng chế của Wuming nhằm thay thế chiếc Lorin 40 tấn, đá chiếc xe tăng đấy xuống làm xe tăng vàng cấp 8. Bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu xem chiếc Bát Chát AP ở cấp 9 có tốt không nhé. Bởi vì sắp tới nhánh Bát Chát 25 tấn sẽ được tăng thông số. Về hỏa lực, không có màu sắc riêng. Đây chính là khẩu 100mm SA47 dùng lại của chiếc 65 tấn hoặc chiếc 50-100. Chính vì điều này mình không cần phải đọc sát thương trung bình hay độ xuyên nữa. Số đạn trong băng 6 viên giống như chiếc 50-100. Delay 2,73 giây, quá lâu luôn. Đây là thời gian delay của thời đại cũ. Thời gian hoàn tất một băng đạn 45 giây. Cả kể anh em có mang thêm quạt hay là đồ ăn, 5 anh em cũng không thể xuống được dưới 40 giây đâu. Sát thương trung bình mỗi phút thì chưa đến 2000, cái này thì bỏ qua đi. Độ phân tán 100m 0,36, thời gian ngắm 2,5, ổn định nòng pháo thì cũng tạm chấp nhận được thôi. Nhưng anh em biết đấy, đường đạn của Pháp thì không nên bắn tỉa. Chiếc Bát Chát 25 tấn cấp 10 vẫn phải dùng lại khẩu 100mm SA47 này ở cấp 10 trước khi chúng ta lên khẩu pháo cuối cùng. Mình đã có video về chiếc Bát Chát 25 tấn sử dụng hai khẩu pháo yếu này rồi, anh em có thể theo dõi lại nhé. Về những thông số khác của chiếc Bát Chát AP thì chắc không cần phải nói đâu, bởi vì những cái thông số này nó khá là trung bình của thời đại mới. Đúng là thời xưa nó nổi bật, chúng ta có tốc độ tối đa 65 km/h khá là nhanh, ẩn giấu cũng gọi là ok, tầm nhìn thì bình thường, thân hình nhỏ gọn. Nhưng bây giờ thì không, có rất nhiều xe tăng hạng trung cấp 9 đã chạy tới 65 km/h, ẩn giấu tốt hơn, đặc biệt là chiếc UDES 16. Về thiết bị cho chiếc Bát Chát AP, mình sẽ mang ổn định dọc bởi vì mình không tin tưởng cái ổn định nòng pháo của bọn Pháp. Tiếp theo, anh em có thể mang nitro cải thiện tốc độ. Nhưng riêng bản thân mình sẽ mang kính và giảm thanh để làm tốt cái vai trò trinh sát. Đôi khi trong một trận đấu không có tăng hạng nhẹ hoặc tăng hạng nhẹ bên mình bay màu sớm, mình sẽ thay thế cái vị trí đấy, làm nhiệm vụ trinh sát, giúp đỡ cho đồng đội để mang về chiến thắng tốt nhất. Bây giờ hãy cùng mình chơi chiếc Bát Chát AP nhé. Khởi động trận đấu clip chế độ đôi công, mình cũng vừa bắn xong thôi. Đây là bản đồ rất quen thuộc với mình rồi và trong đầu cũng đã định hình được hai chiến thuật. Một, đó chính là đi trinh sát. Trong trận đấu này không có tăng hạng nhẹ, mình và chiếc Cha Futu 4 sẽ là con mắt trong đội. Mình sẽ lên vùng trung tâm và soi cái vị trí B5 trước. Đó chính là cái vị trí mà pháo chúng tăng bên địch hay đi lên. Chuẩn bị có đạn, tập trung vào chiếc Su 130BM. Anh ta nguy hiểm nhất. 2 viên, 3 viên, tiêu diệt luôn chiếc Su. Đồng thời Ambroto cũng đã lên đây rồi. Mình còn 3 viên đạn, tiếp tục bắn những kẻ địch đi lên. Sau khi hết lộ hình, mình sẽ lên cái bụi này và Bisonte trước mặt, chuẩn bị bắn tạt sườn anh ta. Không trúng giáp, đèn thế nhở. Phá hủy xích của chiếc Bisonte. Tiếp tục phá hủy xích của anh ta. Đồng đội hỗ trợ tiêu diệt luôn. Đó chính là chiến thuật thứ hai. Đây là xe tăng băng đạn, anh em có thể sử dụng để dồn thiệt hại kẻ địch. Có hai cách dồn thiệt hại như sau. Anh em tập trung hết toàn bộ số đạn của mình để tiêu diệt một kẻ địch. 300 sát thương mỗi viên nhân với 6, chúng ta sẽ gây ra 1800 anh em ạ. Ở cấp 8-9 thì đây là con số lớn nhá. Chúng ta hoàn toàn có thể kết liễu được nhiều kẻ địch, ngoại trừ tăng hạng nặng. Mình nghĩ là như vậy. Tăng hạng nặng hoặc những kẻ địch mang búp máu thì chúng ta khó khăn. Hoặc là lên cấp 10, nhiều kẻ địch hơn 2000 thì mình không nói, nhưng mà ở cấp thấp thì cứ thoải mái thôi. Thứ hai, anh em không nhất thiết phải sử dụng cả cái băng đạn đấy để tiêu diệt một kẻ địch, mà có thể chia ra. Anh em bắn 2 viên vào kẻ địch này, rồi tặng 2 viên vào kẻ địch kia, và tiếp tục 2 viên vào kẻ địch còn lại chẳng hạn. Cũng có thể anh em dồn theo cái xử lý tình huống. Kẻ địch còn khoảng 1000 máu đi, anh em chỉ muốn bắn 3 viên và đồng đội sẽ vào tiêu diệt 100 máu còn lại. Anh em dùng 3 viên tiếp theo để bắn những kẻ địch mà họ đứng xung quanh đấy, cũng khiến cho họ mất máu và đồng đội mình vào giải quyết. Anh em không nhất thiết phải tiêu diệt một kẻ địch hoặc là tiêu diệt toàn bộ. Vì sao? Bởi vì xe tăng băng đạn ấy hay dọn dẹp về cuối hơn so với việc chúng ta chỉ tập trung vào một kẻ địch ban đầu. Ý kiến của mình ấy, nửa đầu anh em hãy cố gắng rút nhiều máu kẻ địch,
nhiều nhất có thể. Không biết anh em hiểu ý mình không nhỉ? Ý của mình ấy là anh em có thể sẽ rút máu khoảng 2-3 người theo cái phong cách như thế này. Thấy không? Mình đang bắn chiếc Iron Annie, chỉ có 2 viên vào anh ta thôi, nhưng mình đã chuyển sang 4 viên còn lại và chiếc Ambroto. Bây giờ thì sao? Iron Annie nửa cây máu, Ambroto còn 100 máu. Có thể chiến thuật của mình sẽ sai về sau. Chúng ta có thể phải tiêu diệt một người để triệt tiêu đi một hỏa lực bên địch. Nhưng nếu như anh em tin tưởng vào đồng đội, họ có thể giải quyết về nửa cuối trận đấu, thì hãy chơi như vậy. Đó là phong cách chơi của mình trên xe tăng băng đạn. Nhưng nếu như mà anh em biết được rằng kẻ địch là một người cực kỳ nguy hiểm, thì hãy tiêu diệt họ ngay từ đầu. Mình có thể lấy ví dụ nhé. Anh em nhìn vào cái danh sách đội địch, họ mà có huy chương beta, họ có huy chương vàng chẳng hạn, nghĩa là rank vàng ấy, họ người chơi tốt, thì hãy tập trung tiêu diệt họ ngay từ đầu, để họ không phải là một mối nguy hiểm về sau. Đó là ý kiến của mình thôi. Đấy. Như vậy mình đã nói cho anh em hai chiến thuật mà mình có thể áp dụng trên chiếc Bát-Chát AP. Có một vấn đề anh em phải lưu ý ở đây, đó chính là delay lâu. 2,73 giây delay. Chúng ta sẽ mất gần 14 giây để xả hết 6 viên đạn. Mà anh em biết trong 14 giây đấy, kẻ địch có thể bắn được anh em 2-3 viên. Đặc biệt là cái con KBZ07RH, nó mà dí đạn nổ thì thôi rồi, chắc là bắn được 4 viên đấy. Quay trở lại với cái trận đấu này, thì đó, cái tác hại của mình khi mà không dồn thiệt hại vào một người là để chiếc Ambroto, anh ta còn 100 máu và sống sót. Vừa bắn mình 300 máu đấy. Giờ thì mình chỉ còn 900 máu thôi. Mình rất là muốn chạy thẳng vào cái vị trí A5 để soi kẻ địch. Cái tình thế này, tỷ số 4-2, số máu đang hòa, kẻ địch đang chiếm được cánh 1-2 rồi, thì đồng đội mình ở vùng trung tâm ấy, họ không rảnh để bắn yểm trợ mình đâu. Họ sẽ phải coi sang cánh 1-2. Mình đang muốn quay trở lại vùng trung tâm để hỗ trợ đồng đội, thay vì cứ đứng lì ở đây. Ambroto anh ta đang đứng trong bụi mà, rất là khó có thể soi anh ta trước. Mình muốn check lại một lần cuối duy nhất trước khi mình chạy về. Hiện tại thì bên mình đang kiểm soát cái vùng trung tâm là căn cứ đôi công, rất là tốt. Nếu như mà tiếp tục chiếm như thế này, bên địch sẽ phải mắc sai lầm là họ phải tấn công vào trong căn cứ để reset. Khi mà họ chạy vào, bên mình có thể set up cái vị trí phòng thủ và bắn họ từ trong đấy ra. Đó là một chiến thuật hay đấy. Cái lúc đi vào sẽ rất là trống trải mà anh em. Tạm thời thì mình sẽ phải quay trở lại vùng trung tâm để yểm trợ cho cánh 1-2. Chủ công bên mình thì cũng mất khá là nhiều máu rồi. AE còn 54 máu, hy vọng anh ta sẽ sống sót. Mình tham gia chiếm căn cứ, tổng cộng 3 người chiếm, chỉ còn 40 giây thôi. Anh em hãy để ý kênh chat cho mình nhé. Trong trận đấu này mình thực sự ấy là không muốn chiếm căn cứ thắng đâu, mà mình muốn tiêu diệt hết kẻ địch, bởi vì bên mình đang có lợi thế ở vùng cao. Hai tăng hạng trung bên mình đang chiếm được đồi rồi. Nếu như họ xông vào thì trên đồi sẽ bắn xuống, khá là rát luôn. 20 giây còn lại. 53TB, cơ hội của mình. Một viên. Tiêu diệt một anh ta, sau đó chạy thoát. Vẫn chưa bị lộ hình, rất tốt. Như vậy, chiếc Ferdinand đã bay màu, bên địch đã reset thành công. Tỷ số hiện tại 9-6, số máu đang hòa. Hai pháo trung tâm bên mình đang đẩy lên ở cánh 1-2 rồi, rất tốt luôn, tạo thế gọng kìm. Máu chen. Mình đang muốn phá hủy xích để cho pháo trung tâm đi lên. Rơi xuống đất mới cay chứ. Có vẻ như mình vẫn đang bị lộ hình đây anh em. Đúng vậy, mau chen vẫn giữ sai mình. Hoặc anh ta bắn mù, mình cũng không nghĩ rằng là anh ta bắn vào đây đâu. Bên này chỉ còn 5 người thôi, 2 người chưa lộ, Ferdinand năng và Isu. Mình còn 1 viên đạn. Tập trung vào chiếc Isu.
nếu như mình nhìn không nhầm thì ông Isu này đang stock thì phải. Khẩu pháo khá cụt. Giờ thì ngồi chờ 40 giây nạp đạn thôi. Sau khoảng 9 phút chiến đấu, mình bắn được 4.000 sát thương, hỗ trợ được 1.000 rồi. Trận đấu này không hề tệ đâu. Hay, đồng đội đang dồn chiếc UDS 16. Chơi chế độ đối công, nếu như chúng ta chiếm được cái vùng căn cứ ấy, không nhất thiết phải chiếm thành công, mà cứ tiếp tục chiếm như thế này, kẻ địch bắt buộc phải vào để reset. Mà khi họ đi vào, họ sẽ bắt sai lầm. Mình đã có đạn. Tập trung vào chiếc Amproto. Cơ hội. Bên đây chỉ còn chiếc Ferdinand năng thôi. Mình cũng đã nhận ra chiếc Ferdinand năng ở đâu rồi. Anh ta đi chung đội với chiếc Isu. Mà Isu từ cái vùng đồi B5 đi xuống mà. Thì chắc chắn Ferdinand năng đang ở vị trí A5. Đúng vậy. Tiêu diệt luôn chiếc Ferdinand năng, hưởng thiệt hại hỗ trợ 1.000. Trận đấu này kết thúc. Trận đấu ở bản đồ Redside có 2 tăng hạng nhẹ mỗi bên. Mình sẽ không cần phải làm nhiệm vụ trinh sát ngay từ đầu, cứ để cho đồng đội làm cái đã. Mình sẽ đi cùng để yểm trợ. Anh em hãy để ý, 2 tăng hạng nhẹ bên mình, họ đi cùng một nơi. Hơi đáng tiếc một chút, họ nên chia ra, một người sang cánh 1-2 để soi, một người soi cái cánh 8-9 này. Họ mà đi chung như thế này thì chắc là mình sẽ lên cái tảng đá và yểm trợ cho họ thôi. Mình đã bị lộ hình. LT-432 của bên địch lộ ở vùng sông. Ngay lập tức mình binh vị trí D7. Senlac đang đứng ở bụi D7. Chỉ có cái bụi đấy mới soi được mình thôi. Chứ nếu như mà Senlac ấy, anh ta đảo ở đây, ngay lập tức hai tăng hạng nhẹ bên mình sẽ soi thấy. Còn LT-432 khuất sau cái đồi rồi. Cái tảng đá này là một trong những vị trí bắn tỉa cũng như hỗ trợ ra vùng trung tâm khá tốt. Hai LT bên mình vẫn đang cắm. LT-432 bên địch đang đẩy lên. Có vẻ như anh ta muốn bắt sai thấy hai tăng hạng nhẹ bên mình. Mình sẽ lùi xe và bắn yểm trợ. Tuy nhiên ở khoảng cách hơn 100m mình đã bị lộ. Đúng là mình có mang giảm thanh. Khi mà đứng yên khoảng 40%, nhưng khi di chuyển là trên 30% thôi. Đây cũng là một vấn đề lớn của cái nhánh tăng hạng chung bắt chát. Thiết bị quan sát chỉ huy, đồ chơi 2.0 mà anh em. Đây chính là cái thiết bị mà khiến cho nhiều tăng hạng chung khó có thể làm được nhiệm vụ trinh sát. Nhưng nếu như chúng ta cũng mang thiết bị quan sát chỉ huy, có thể sẽ trừ camo kẻ địch. Một viên vào chiếc xe lắc. Để anh ta chạy thoát rồi. Bỏ thôi, mình cũng không muốn đi ra quá nhiều để kẻ địch bắn đâu. Một viên là đủ rồi. Dọa cho chiếc xe lắc chạy về. Bên mình đang có lợi thế về hai tầm nhìn. Nhưng mà hai ông tăng hạng nhẹ này đi cùng với nhau. Buồn cười thật đấy. Scorpion. Một viên. Vẫn chưa tiêu diệt được. Đùa tôi thật đấy. Hai phát đạn đều dưới 300 sát thương. Ây chà. Mình sẽ lặp lại băng đạn anh em nhé. Bởi vì mình muốn đổi cánh. Đọc bản đồ thì cánh 1-2 bên mình khá là yếu. Do hai ông tăng hạng nhẹ đang đi cùng một nơi mà. Bên kia sẽ không có tầm nhìn. Mình muốn đổi vị trí sang bên đấy. Đằng nào thì có 3 pháo chúng tăng bên mình đang đứng ở đồi G5. Mình cũng muốn soi cho họ bắn. Xe lắc kìa. Xe lắc bên địch đổi cánh kìa. Vui. Nhiệm vụ của mình bây giờ kiểm soát cánh 1-2, càng nhanh càng tốt. Như vậy xe lắc đã bay, bên địch sẽ không còn con mắt nào cả. Vẫn chưa bị lộ. Quá tốt luôn. Chiếm giữ cái đồi E3, chuẩn bị phục kích chiếc Pershing. Mình đoán được chiếc Pershing sẽ lùi. Anh ta không có ai yểm trợ đằng sau cả. Theo cái tâm lý đi một mình thì sẽ phải rút lui. Và đây là cơ hội của mình. Phá hủy xích của chiếc Pershing. Tiếp tục phá hủy xích của anh ta. Mình còn dừng xe lại để chịu thiệt hại. Pershing bắn trượt. Sau 5 phát đạn, chiếc Pershing đã bay bổng.
chỉ còn 2 viên đạn AP thôi nên mình quyết định chuyển sang đạn APCR luôn. Tiến cao hơn để soi những kẻ địch ở đồi C5. Tỷ số là 5-0, bên mình đang có lợi thế cực kỳ lớn. Và đấy, anh em thấy chưa? STA soi thấy mình ở khoảng cách hơn 100m. Ẩn dấu cơ bản của chiếc bát chát AP dưới 18%, một con số không hề tốt một chút nào. Chiếc UDES 16 của Thụy Điển ẩn dấu còn tốt hơn. Wargaming nên tập trung lại cái nhiệm vụ trinh sát của cái dòng bát chát 25 tấn này. LC bên mình đã soi thấy chiếc UDES. Không, LT432 soi đấy, chứ chiếc UDES đang bị khuất sau đồi mà. Mình đang có một cái ý tưởng khá là hay, đó chính là đẩy cánh 1-2. Đúng vậy, cánh 1-2 bên địch không biết còn ai không, nhưng mình đang có đủ đạn trong băng, 6 viên mà, hoàn toàn có thể kết liễu được một kẻ địch nếu như phải giao tranh. Một phát đạn slap khá tốt luôn. Tìm một góc bắn vào chiếc Scorpion, soi thấy chiếc 212A. Không có góc bắn, như vậy sẽ không bắn được. Scope tốt, scope đã bay. Chiếc UDS 16 đang chạy về. Mình còn 4 viên đạn. Mình cũng tính nạp lại băng đạn để vào tiêu diệt chiếc UDS 16 và chiếc CS 52 Lis. Nhưng 40 giây anh em ơi, từ đây đi vào đấy mất khoảng 20 giây thôi. Thế chẳng lẽ mình nạp lại băng đạn đến được 20 giây rồi thì trong 20 giây còn lại ngồi nhìn kẻ địch? Không, mình sẽ không làm như vậy. 4 viên đạn này mình sẽ chia cho chiếc UDES 2 viên và chiếc 212A 2 viên. Thế là xong, tiêu diệt được 2 kẻ địch bằng 4 viên đạn, 1 viên và chiếc 212A. Tiêu diệt anh ta, 2 viên còn lại, 1 viên còn lại. Đó là cách mình tính toán khi chơi xe tăng băng đạn. Phía trước mình có chiếc CS 52 Lis. Mình cũng chẳng còn viên đạn nào trong băng, thì thôi, biến chiếc xe tăng của mình thành viên đạn 25 tấn. Tiêu diệt chiếc CS 52 Lis bằng cách va chạm, mình hứng chịu thiệt hại khoảng 300 máu. Nhưng mà thôi, trận đấu này mình bắn được 3.500 sát thương và hỗ trợ được 1.100, 15-0 anh em ơi. Một cái trận đấu mà kẻ địch thất thủ quá nhiều vị trí. Mình có bắn 3 trận đấu trên chiếc bát chát AP để làm video. Trận đấu Binsen thì hòa, mình cũng bị tiêu diệt ở gần cuối trận đấu nên thoát ra. Trận đấu đấy mình bắn được tầm 3.000 sát thương, hỗ trợ được đâu đó 2.000. Trận đấu ở bản đồ clip bắn được hơn 4.000 sát thương, hỗ trợ 1.500, đã master rồi, huy hiệu Brother in Arm, điểm đội 1.318 kinh nghiệm gốc. Chứng tỏ chiếc bát chát AP này dễ master lắm. Theo mình đánh giá thì bát chát AP chơi khá là khó đấy. Hồi xưa anh em nào làm quen được cái băng đạn này thì cũng gọi là nể, bởi vì xả đạn nâu mà sát thương thì nó cũng nẹt nẹt 300. Một băng thì đủ kết liễu những kẻ địch ở cấp 8, cấp 9 thôi. Lên cấp 10 là kẻ địch dí lại anh em ngay. Mình nghĩ rằng Warming nên cải thiện cái băng đạn của nhánh bát chát 25 tấn, hoặc tăng thông số cho cái nhiệm vụ trinh sát, hỗ trợ là tốc độ này, ẩn dấu này và tầm nhìn. Chứ những thông số trên chiếc bát chát AP hay là chiếc bát chát 25 tấn ấy, nó đều rất là trung bình. Chưa kể cái đám này còn ít đạn nữa. Nhiều khi mình xả đạn, nhiều khi mình bắn không đã. Mình cũng rất là muốn ngồi bắn mù trên cái nhánh này. Nhưng nếu như mà bắn mù nhiều quá, về cuối trận đấu không đủ đạn để tiêu diệt kẻ địch luôn. Wargaming giới hạn số đạn này không khác gì biến chúng ta phải cố gắng xả chuẩn, xả sạch, xả xuyên vào kẻ địch. Mà đạn pháp thì... Đó là ý kiến của mình thôi. Anh em nghĩ sao về chiếc bát chát 25 tấn AP này, kẻ đã thay thế chiếc Lorin 40 tấn? Đừng quên bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Bye bye.